Hello các anh em, chào mừng theo mình review nhanh 40 chai nước hoa trong vòng 3 phút. Đấy sẽ là nội dung của video ngày hôm nay. Và để trước khi bắt đầu, mình khởi động cái đã. Are you ready? Ok, lên đường. Creed Aventus. Em muốn hỏi anh Beth nào? Creed Viking. Mùa cây nồng dưa tiêu và vetiver, hơi khó ngửi ở Việt Nam. Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme. Một mùa hương dành cho đàn ông cả bóng đêm. Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme Eau de Parfum. Gấp đôi hiệu năng mùi so với phiên bản EDT. Dior Sauvage Eau de Toilette. Mình có hẹn đi chơi với các chị em. Dior Sauvage Eau de Parfum. Không cảm ơn, mình có EDT rồi. Dior Homme Cologne. Không gây khó chịu cho bất kỳ ai nhưng cũng không nổi bật trong đám đông. Dior Homme Sport. Quên nó đi. Dior Homme Intense. Nó rất say và rất dễ gây nghiện. Giorgio Armani Code. Sang trọng và đàn ông nhưng mà hiệu năng không quá tốt. Giorgio Armani Code Profumo. Ngọt ngào và quyến rũ. MFK Oud Satin Mood. Một combo trầm hồng xuất sắc với hiệu năng mùi Max Power. MFK Baccarat Rouge 540. Kiêu hãnh và định kiến, rất yêu hoặc là rất ghét. Giorgio Armani Acqua di Gio. Khi mùa hè đến, đấy là những cái gì bạn cần phải có. Giorgio Armani Acqua di Gio Profumo. Tuyệt vời, rất là linh hoạt và bám mùi rất là tốt. Giorgio Armani Acqua di Gio Profondo. Không có gì ngoài cái tên cùng like Acqua di Gio. Versace Dylan Blue. Một lựa chọn rất là tốt cho những hoạt động ngoài trời mùa hè. Versace Eros. Không quá đặc biệt nhưng có đặc tính sexy khi mà người mùi hương. Versace Pour Homme. Bé có bắt đầu sử dụng nước hoa, mẹ sẽ quan tiền mua chai Versace Pour Homme. Nautica Voyage. Đỉnh của đỉnh trong những chai mùa hè. Prada L'Homme. Một phụ kiện rất là cần của nhân viên văn phòng. Prada L'Homme Intense. Cảm thấy rất là sang trọng khi mà xịt mùi hương này. Không thể nói thêm một điều gì nữa. Parfum de Marley Herat. Đây là một mùi hương thuốc lá tốt nhất mà bạn có thể mua, 10 trên 10. Parfum de Marley Layton. Một trong những chai nước hoa mùa lạnh chất lượng cao, hoàn hảo, linh hoạt trong mọi dịp. Terre d'Hermès Eau de Toilette. Bravo. Tom Ford Ombre Leather. Một flanker khác của phiên bản xuất sắc Tuscan Leather của nhà Tom Ford. Le Labo Santal 33. Quá mạnh và quá overhype. Dolce & Gabbana The 1EDP. Mùi hương rất là ok nhưng mà hiệu năng của mùi là một nỗi xấu hổ so với mức giá của nó. Victor & Rolf's Spice Bomb. Ấm áp và sang trọng trong một lọ nước hoa, nhìn khá là thanh lịch. Victor & Rolf's Spice Bomb Extreme. Một mùi hương tuyệt vời dành cho mùa lạnh, khi mà người sẽ có một cảm giác Giáng sinh đã đến. Hermes H24. Mùi hương bị đánh giá thấp hơn so với năng lực. Tom Ford Tobacco Vanille. Người phán xử. Bentley Intense. James Bond nước hoa. Lily Conqueror Noir. Cổ điển và điềm đạm. Diesel Fuel for Life. Một trong những sản phẩm xuất sắc nhất của nhà DZ. Montblanc Legend. Là người bạn đồng hành khi bóng đêm xuống. Guerlain Santal Royal. Phương Đông bí ẩn và dữ dội. Bleu de Chanel EDP. 10. Moschino Toy Boy. Món đồ nóng bỏng di động. Hot Stuff. Yes. Ok, vậy là cuối cùng mình cũng ít nhiều hoàn thành được thử thách 40 chai nước hoa trong vòng 3 phút. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Nếu mà mọi người thấy thích thì sau có thể là mình sẽ làm thêm cái dạng kiểu video này. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe để mà có thể kênh của mình có thể chia sẻ được nhiều hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.